Dạ nhớ mà xem bất khả là direction cho bây giờ bà. Dạ. Thế nên nói khi mà người con của bà ta chết ấy, bà ta chỉ nghĩ về đứa con mình chết thôi, cho nên đau khổ lắm. Bây giờ bà ta lại chuyển cái tâm bà ta chuyển cái hướng khác, là lo suy nghĩ trả lời đó. Trong 3 năm luôn đâu có đau khổ, lo nghĩ trả lời không. Đúng không? Thế tán tục chứ tán xem khẩn đề sân chú của tán tán đề rồi, cho dù tên meditation center mà. Thì meditation center là tán xem khẩn đề sân gồm dạo của tán kia chứ đề rồi. Đây là trung tâm thiền ở đạo tràng. Cho nên chúng ta phải tâm của chúng ta làm sao mà có thể chuyển được tâm của chúng ta. Ta thằng ghi cho nó dùng hát chế sẽ xem chuyện đề thu mà tôi. Ta xem chế thằng bố lung đủ, sẽ lung gắn xem xa hay được ta. Lung gắn thằng bố xem thì xa hay cho bà control chế thằng bố lung yang mà thêm lung gắn xem xa hay được ta. Nên bước đầu tiên mà để đặt tâm nó, định tâm nó là quán hơi thở. Rồi ạ. Chế mà tôi xem khá hoa yên này dục đến nhé chá nha chú rằng tôi chú dư chích chú chá gà chế nè. Cá mà xí bí xí ngá xem chú lô lô lô. Sim sẽ đi học chân đi vào sim chị lisa mát tuna. Khanh đừng bắt đường 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 sim sáng mát hôm nay trong chân sáng mát quá dài. Nếu mà không có định tâm được mà cái đọc chú hoài mà tâm mình được giải khắp thành phố Hà Nội. Đúng không? Đúng không? Khanh đừng bắt đường đường cái sim sáng mát quá dài nhà người rất là sim mát không? Miệng thì đọc chú mà tâm chạy đủ thứ nơi hết rồi có nguy cơ. Nếu mà chế ta xem xét ta đã xem là thằng bố đó là khát cuộc rồi, ta chế ta lung gan xem xét thì bắt đầu chế lung nhà mà thấy chế lung gan xem xét cho nó thiệt rồi. Thế nên bước đầu tiên của thiền đặt định tâm đó là quán hơi thở, đặt tâm vào hơi thở. Nghe xong à, ta chế là lung gan xem xét rồi lung đồ, ta xóa cái quan đà, từ ta cái ta cái lung nhà mà thấy chế ta lung gan xem xét thì rồi ta. Thế nên chúng ta có giờ thì ban buổi sáng hay là ban đêm lúc nào rảnh chúng ta có thể ngồi mà quán hơi thở, đặt tâm vào hơi thở, hít vào thở ra. Rồi ba, nam sanh mi cái sức đủ cho lao vào tâm, mới chỉ vào chỗ nào nam sanh đi gần xong rồi mà tao mà chết, xong rồi tụi số nam sanh luôn gần sao vậy đấy ta. Chẳng hạn như có người nào mà chửi mắng chúng ta đó, thì chúng ta đừng có lập tức mà bám theo cái ý nghĩa hay những cái lời nói của người đó, mà chúng ta phải lập tức là thiền quán, đặt tâm vào hơi thở, đừng để tâm vào những cái lời đó. Thằng bố tiền tiền cả lời rồi, chỉ cái chỗ nào thế là xem sao vậy, yar đủ rồi. Bước đầu tiên chắc chắn là phải khó rồi, nhưng mà từ từ chúng ta luyện tập, khuôn tập nhiều lần sẽ dễ. Bất cứ một cái công việc nào đi nữa, đầu tiên nó là khó, nhưng mà từ từ chúng ta khuôn tập, luyện tập thì từ từ sẽ thành dễ. Rồi ba, ta đi đến trong một số cái đồ quan đó, khá là lâu đủ sáng buổi lên, nên xem đi đi, còn sáng hay được đó. Cho nên sáng hay là tối, khi nào có giờ chúng ta cũng thiền quán về hơi thở, đặt tâm về hơi thở, hít vào thật sâu và thở ra thật dài. Rồi ba, ta đi cái bên bên đó bên là chăng siêu thông như chỗ ở đây dùng rồi ba, tham ăn chăng siêu thông của nhà đây đây nó, cái bê effect là có dùng rồi, chăng thông nhà sử dụng chăng siêu thông nhà đây đây là cái gom cái bê effect dùng rồi, effect là có dùng rồi, thằng đó gom lung xem lung để xài cho rồi ba, cái ví dụ những người nào mà nghiện rượu mà uống nhiều đó, khi mà thiền quán về hơi thở thì cũng có được những kết quả tốt. Khi nào xem chăng siêu thông của nhà mình, làm sao xong rồi thì chăng gan siêu dùng rồi ba, chăng gan dùng rồi, lung gan xem xài thì cái chăng xong khỏe thì nhung rồi rồi ba. Những người mà nghiện rượu đó, khi mà chỉ nghĩ tới rượu không, càng nghĩ thì càng nghiện. Nhưng mà nghiện rượu mà mình để tâm mình vào hơi thở, mình thiền quán đó, thì mình sẽ bớt nghiện rượu đi. À, rồi xong. Ta đi đến trong bờ thì khá là nhẹ đấy. Ta bên mình chỉ cần chích đủ cho làm này, ăn chích chân chích mà đủ cho là năm sáng ngày gì là không đủ làm gì đó. Thế làm được trong năm sáng chích thì xong rồi mà tao chỉ năm sáng xem được luôn cảm đủ, sẽ chỉ luôn được thế chứ. Cho nên khi mà có người nào mà chửi mắng mình đó, mình đừng có hướng ta, mình đừng có nghĩ tới những cái lời của họ, mà mình lập tức thiền quán, đặt tâm vào hơi thở, hít vào thở ra. Nên sao luôn đủ sẽ luôn là rừng bù thì má rừng bù tăng cho luôn thế à, luôn rừng bù thì má thêm thì chịu rồi. Nên mình hít vào thật sâu, thở thật dài, đặt tâm vào hơi thở. Nên sao sau khi được luôn khá dễ, rừng bù thì má rừng bù tăng thì sẽ xem xài liên hạ được rồi. Ở vào buổi sáng sớm đó, chúng ta tập cái này thì dễ, rất là dễ. Mình luyện tâm mình hít vào thở ra, hít vào thở ra. Chứ ta chỉ nên luôn rừng bù thế này, oxygen mang lại dùng rồi lo lại dài rồi. Nói chung thì khi mà chúng ta mà hít sâu vào thì chúng ta có nhiều giờ dưỡng khí oxygen vào phổi tốt. Thế chứ, nên xem xa lệ lạc rồi đi, lung rừng xa mà lung rừng xa nó, xem xa đã đi lệ lạc. Nhưng mà đây là cái cách để chúng ta định tâm, và chúng ta đặt tâm chúng ta vào hơi thở, hít vào thở ra. Thế xong à, thế xếp trí xin xong. Quý vị hiểu rõ hơn. Nên sao sao cái con đã rồi ba, ô thì chơi cái đó, chơi cái đó, sao cái con đã, cái mà xung xích, tại chơi cái đó.
Cho nên buổi sáng và buổi tối chúng ta tập khoảng 2-3 phút, hít vào thở ra, đặt tâm vào hơi thở. Đúng rồi, tất cả đúng rồi, làm được không được gì rồi, chỉ có đôi này để xem mấy cái bài chào rồi, nam sa thuần thao thì xong nó mà tao chỉ cảm ơn khai sinh nam sa luôn gần xong nó sẽ ai cho rồi. Cho nên khi mà có ai chửi ta, chúng ta phải nhớ, chúng ta đừng có bám vào những cái lời đó, chúng ta phải lập tức thì quán về hơi thở. Nghe số thằng quốc cả lời rồi, tên thế cả lời rồi, dân ra chỉ chân là lê la rồi, đạo chỉ chân là ta thế lê la rồi. Mới vào thì khó chắc chắn rồi, một tuần sau thì dễ hơn, và từ từ sẽ dễ hơn nữa. Được không? Được chưa? Khi nói tới hành trì pháp môn đó, thì bất cứ ở lúc nào cũng có thể làm được, đi ra ngoài đường làm việc bất cứ lúc nào cũng làm được hết. Khai sinh là chưa xem cái chế rồi, xong nó tăng lên thứ dư yếu nữa, chưa chế thứ dư yếu rồi. Nếu mà chủ yếu là do tâm, nếu mà chúng ta có giờ mà tâm chúng ta có thể có giờ để suy nghĩ thì chúng ta có giờ để tu hành. Rồi ba, cha sẽ thứ dư năng học thứ dư ra cái mình tu là nó được rồi, cha suy sẽ rồi ba. Nếu mà chúng ta nói chúng ta bái Phật, chúng ta đảnh lễ đi, chúng ta có thể nói chúng không có giờ để lại Phật thì câu nói đó là điều khả dĩ. Chưa chế thứ dư mình tu sẽ nó xong nó tăng thứ dư mình tu là cái rồi, ta chưa xem cái chế rồi. Xong nó tăng thứ dư yếu thay vì chế là chưa chế thứ dư yếu vậy, chưa xem cái chế rồi ba. Cuối cùng á, nếu mà có giờ để suy nghĩ á, thì có giờ để hành pháp. Rồi xong à, bắt đầu chế. Ta chế rằng cái thằng kia ngang tư tiền ba, chế rằng lung ngang xem xài tiền ba, anh hiểu chưa? Ta hiện tại trong ta đi đang muốn cái tiền á. Đúng rồi, nên tất chế ta gọi là để alo rồi, luôn gọi là xem cho không bắt thằng bút được đó, không bắt thằng bút được đó. Cho nên bước đầu tiên là chúng ta thiền quán về hơi thở, đặt tâm vào hơi thở. Nên sao? Nên thế xong nó tăng vô mà đó, gồm ta gọi là cái sáng mắt, nhiều mắt sáng mắt mà quý vị đừng có hoài nghĩ rằng là thiền quán hơi thở này nọ rồi quý vị có thể tiêu diệt được phiền não, không phải như vậy. Thế nên lấy lâu vô mà đó. Bởi vì không có dễ như quý vị nghĩ. Chung được tăng cái đấy, nhiều mắt nằm sau chung được tăng hay cho rồi, tiếp tục cái đấy thôi. Nhưng mà có thể làm giảm đi phiền não được. Thế xong à, ô đúng chứ, alo thế xong à, xem 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 đi chứ, đúng không? Thà đi xem xem đi cái này, thà đúng chứ, thà đi chứ là thà tăng cái tiền bao, thà tăng cái chỗ nào số nhiều vậy nhiều vậy, xem xem cái này chích chích rồi bao, chích ngã xe thì nhiều cái mà đấy, nhà khai vườn à, xem nhà mày nhiều vậy chứ, đông bao là đủ đấy, nhà cái ngã xe tiền bao. Hồi nãy mà mình thiền quán về mình đi tìm cái tôi ở đâu, ở trên đầu hay ở cổ đó, mình có hai cái điều khó khăn. Thứ nhất đó là tâm mình nó nhảy đủ thứ, nó chạy tùm lum hết. Thứ nhì là mình tìm không ra cái ngã đâu hết, là cái ngã hoàn toàn không có. Rồi ba, cái ngã chưa có mà đấy, khá rỉ mà yên là xe ngã chân nhẹ thì bé khảo của ta. Không phải chỉ có cái ngã không đâu, tất cả một cái gì đi nữa đó. Nếu mà tìm không ra. Đi lần chân ngã rồi ba. Khi chân ngã rồi là mình đi chân ngã rồi về, đi chân ngã rồi về, đi chân ngã rồi về, thắc qua đi chân ngã rồi về, lập cả chân á. Bây giờ ngày đưa ra một số chuỗi, nó đây là một số chuỗi. Bây giờ mình nói phải cái hộp chuỗi là số chuỗi hay không? Đâu phải, là mình nói là phải cái sợi chỉ mà số chuỗi đó, là số chuỗi hay không? Không phải, chỉ số chuỗi đâu?
nhớ quá, và ta định trí chỉ cần ta tông bằng những sự định trí sẽ được lấy được. Ta dựa trên cách giải thích này á, cho nên mới gọi là tánh không. Ta chẳng ai sẽ được khai vào được, ta kể cho được lấy được rồi. Giờ này khi mà nói về đi tìm cái số chuỗi, mình tìm. Ta chẳng ai sẽ được đó, ta chỉ là sẽ thông, không chỉ số sinh, ta sinh được đó. Cho nên khi nói về số chuỗi này, hay bất cứ một cái bậc gì đi nữa đi, là tất cả là đều do tâm đặt ra. Chế rằng ta đang cho cái kế giới điện bảo xem xét từ xa xuống nó, ta chẳng mà mang, ta chẳng mà lệ thuộc vào đó. Xem xét thì if you control the mind, thế chẳng mà từ xa đó. Thế nên á, khi một khi mà mình có thể mà khống chế được tâm mình, điều phục được tâm mình á, thì mình có thể khống chế được tất cả những thứ khác. Rồi và sáng giờ sáng nay mà sáng nay xem những cái chuyện từ sáng giờ đến tới sáng giờ đấy. Thế nên một khi mà có thể điều phục được tâm thức đó là Phật. Rồi và xem xét thì ông chỉ mới thứ ba đó, ta càng hay chẳng mà dùng cái rồi, càng hay chẳng mà ta. Nếu mà không có điều phục được tâm thức, ngày nào mà chưa có điều phục được tâm thức thì ngày đó là sẽ còn đau khổ. Rồi và ô tô xe. Phiền não. Ta điều thì ta chỉ rằng là ta thằng thằng đó là ranh chỉ đông bao nhiêu năm đó bây giờ ta vô chứ. Ta đi chơi là khai được số số đông bao, đông bao nhiêu số số, số lẻ chứ đông bao nhiêu xe máy, đông bao nhiêu lẻ chứ số xe máy nữa. Thế chúng tôi xóa đó, đôi chứ đó, năm bao xe máy là đông bao nhiêu thì sẽ ta kể cho được liền rồi. Ta số đông bao sẽ được rồi. Thứ hai là sắc là không, không tức là sắc, không chẳng khác hơn sắc, và sắc cũng chẳng khác hơn không. Số đông bao, đông bao nhiêu số số, yên trang như vậy. Chú bé yên trang như vậy. Đông bao nhiêu lấy chẳng số xe mạng yên không? Rồi ba. Ta số đông bao sư giang bà là số xe đi. Đông bà rẻ sư giang bà là số đi khả rẻ đông bà rẻ sư giang rẻ. Số khu răng kinh hồi này yếu mà rẻ sẽ thật là quý rẻ. Chữ sắc là không. Tại sao là không? Có nghĩa là nó vốn không có sự hiện hữu từ phía của chính nó. Sắc yếu bộ đồ chắc sẽ thật chẳng mà. Sinh cái đoàn phá suy hạ cho rồi, thế sao vậy? Sắc có nghĩa là hình tướng. Sắc là hình tướng xấu hay là đẹp hay là tốt vân vân. Nhi chúng ta sẽ làm sức giảm bố đủ chá. Đủ chá sẽ sáng mà. Sinh cái đoàn đã rồi mọi người. Sinh cái tên, sinh cái số của rồi bà. Project. Tất cả khi mà nói sắc là hình tướng mà tốt hay là xấu hay là đẹp vân vân. Tất cả đều do tâm tạo ra. Bên này nghe kia chơi 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 khala cái xin bố sẽ được thăng kiếm ba khala xin bố đủ sẽ cái xin bố được khai vào rồi sẽ đã kết chết rồi xin bố được khala lưu rồi chế lệ lưu rồi xem lưu rồi ta sao cho kết chết được xung lý của ta ngài hỏi câu hỏi chúng ta nói thức ăn ngon vậy cái ngon đó ở đâu xin bố khai vào rồi khala xin bố cho rồi khala lưu rồi chế lệ lưu rồi xem lưu rồi sẽ được rồi xem lưu rồi chế lệ chế lệ không khi nói thức ăn mà ngon đó thì ngon ở đâu có phải ngon là có trong thức ăn hay không hay là ngon có ở trong lưỡi của mình và hay là xem hay là ngon có trong tâm của mình do tâm của mình à. Rồi xem thì chúng tôi cho bố xíu lão sư ta lại tăng thêm xem quý vị trả lời lẽ không chịu suy nghĩ gì vậy không có tốt người đi khai ra cái xin của người đi, chỉ có giả sao này khai ra xin của người rồi. Chỉ có tốt thì người khai ra xin của người dùng mà rồi. Khi mà mình nói khi mà chỉ có tốt thì người khai ra xin của người dùng mà rồi. Chỉ có tốt thì người khai ra xin của người mà rồi. Khi mà mình nói đó, even if you are very hungry, whatever the food you eat, it doesn't mean that it will become tasty. Ngay cả khi mà em mà chị đói bụng, nó đâu phải thức ăn ăn cũng ngon đâu. Xem mà sao như bên nào, xem mà sao như ngã dưới đầu thua xíu tuần này, xem cho nó xả thuốc mà rồi bằng ngã dưới xíu. Nhiều người mà không ăn thịt thì ăn chay đi, đói bụng quá trời mà ăn mà nếu mà thấy thịt ăn đâu ngon đúng không? Xin nhớ thằng đó chưa có tiền để xin bố xây chùa rồi. Khá là cái xin bố thì khá là lưu rồi, chế lệ lưu rồi, xem lưu rồi, ta xung được rồi. Có hỏi là gì nè, khi mình nói thức ăn ngon đó, thì cái sự ngon đó, ở đâu mà có? Phải là có từ thức ăn hay không? Hay là có từ cái lưỡi mình, hay là có từ tâm mình? No, xem lưu rồi, bây giờ nghe thằng tôi nghe lên là bụi chức lâu. Chú giúp Picasso hạ gũ rồi bè. Picasso, remote nghe cái đó chung bố thì. Picasso hạ gũ rồi bè. Bây giờ ngài sẽ nói cho ta một câu chuyện, ngài hỏi chúng ta. Quý vị biết một đại danh họa hả? Tên là Picasso. Có nghe không? Nó à, Picasso cái rumo con chim bồ khai chính chế cái gì rồi, xem mà xem rồi, Picasso cái thi đấy, Picasso thi đấy, xem được xong bao lâu, con rumo con chim bồ chế xem rồi mà được rumo con ăn kẹo chứ mẹ à? Tại sao những cái bức tranh của ông Picasso lại mắc tiền như vậy? Tại vì chúng ta nói, ồ cái tranh nó ông nó rẻ đó,
chúng ta nghĩ cho nên nó mắc như vậy, chứ thật sự cái tranh nó đâu có phải như vậy. Thì chúng ta tâm chúng ta nghĩ rằng tại vì cái ông họa sĩ nổi tiếng ông vẽ cái đó cho nên cái tranh nó mới mắc. Xin mời rồi bà.